Kính bạch quý thầy, có một số đạo cho rằng ăn thịt là không có tội, vì tạo hóa tạo ra loại vật là để nuôi dưỡng con người. Nếu con người không ăn chúng thì sẽ bị chúng chiếm hết chỗ ở. Trong khi đó đạo Phật lại khuyến khích Phật tử nên ăn chay, lại còn phóng sinh và thương yêu các loài vật. Còn có một số bạn rất thích ăn chay, thế nhưng khi ăn chay lại gặp khó khăn vì chồng hoặc vợ nói rằng ăn thịt không có tội, thì ăn chay làm gì? Kính mong quý thầy giải thích cho chúng con được hiểu rõ những trường hợp nêu trên. Như vậy, quan điểm ăn chay và đạo đức trong đạo Phật là gì? Kính thưa đại chúng, để tất cả chúng ta đều cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư giải bày về vấn đề này. Ngay bây giờ xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn, thật dài để kính mời. Thưa đại chúng, ăn uống là một trong những vấn đề cốt yếu của sự sống. Tất cả các loài chúng sinh ở trên cuộc đời này đều phải ăn, đều phải uống thì mới sống được. Không có một loài chúng sinh nào không ăn và không uống mà có thể sống. Nhưng chúng ta ăn như thế nào, chúng ta uống như thế nào, đó là vấn đề cần được đặt ra. Đạo Phật là đạo của từ bi, đạo của trí tuệ, đạo của sự tôn trọng sự sống. Do đó, ăn chay là một trong những cái giáo lý nền tảng của đạo Phật. Khi một người Phật tử đặt chân đến chùa, nếu không ăn chay được nhiều thì phải ăn được ít. Một tháng hoặc 2 ngày, hoặc 4 ngày, hoặc 6 ngày, hoặc 10 ngày, nhưng phải có những ngày ăn chay, thì đó mới là Phật tử. Ở đây có một số các quý vị cho rằng ăn chay để làm cái gì? Ăn mặn đâu có tội đâu, bởi vì tạo hóa sinh ra con vật là để nuôi dưỡng con người mà. Con heo, con bò, con gà có mặt trên cuộc đời là để nuôi dưỡng con người, ăn có tội. Mà tôi nói là vật dưỡng nhân, phải không? Ừ. Như vậy thì chúng ta cũng có quyền đặt thêm một câu hỏi nữa. Nếu mình đi vô trong rừng, mình gặp hổ, gặp báo, mình xuống biển, mình gặp cá mập, mình ra sông, mình gặp cá sấu, thì lúc này con hổ, con báo, con cá sấu nó sẽ cười, nó nói: à, nhân dưỡng vật. Cho nên không có cái gọi là vật dưỡng nhân hay nhân dưỡng vật ở trong cuộc đời này, mà chỉ có cái là mạnh được yếu thua. Chúng ta có đầy đủ phước đức để mình sinh ra mình làm người, mình có trí tuệ hơn loài vật, mình thông minh hơn loài vật, mình có đủ biện pháp này biện pháp kia hơn loài vật. Cho nên mình khống chế, mình đàn áp, mình bắt các con vật để mình lấy thịt mình ăn. Mà đã là mạnh được yếu thua thì không công bằng. Chứ dù là loài vật cũng là một sự sống. Con cá, quý vị thấy nó đau đớn, nó dãy đành đạch trên cái thớt, dãy một cách quằn quại và đau thương. Một con gà, một con vịt, nó đớn đau, nó kêu gào thác cả cái cổ họng nó khi nó nhìn thấy cái nồi nước sôi. Một con bò chảy nước mắt khi nó phải đi vô trong cái lò mổ. Nó đau đớn lắm, nó khổ sở, nó biết cái sinh mạng của nó đến đây là đã hết rồi. Nhưng mà vì loài vật cho nên nó không nói được,
nó không bày tỏ được, nó không thể nào mà nó chia sẻ được với ai. Nhưng nó vẫn ham sống sợ chết, nó vẫn đau khổ khi nó bị giết hại. Chúng ta chưa có thấm được cái đau của tổn thương, của cái gọi là máu đổ, xương rơi. Chúng ta không có thấm, cho nên mình không có thấy được cái nỗi đau đó. Mình bị bệnh, mình bác sĩ giải phẫu có ăn tẹo, còn phải chích thuốc mê, chích thuốc tê cho khỏi đau. Trầy xước một tí là mùa lạnh đến chịu không nổi. Huống hồ cái thân xác của một sự sống như thế mà cạo lông rồi cứa da. Tôi nói tôi cũng ớn quá. Mà có thể ăn được, có thể lấy để mình ăn được thì đó là hơi là hay. Cho nên cái việc ăn cái mạng sống của chúng sinh là đừng bao giờ bảo rằng là không có tội. Có. Tất nhiên cái mạng của con người là cao quý nhất rồi. Ngoài ra các cái mạng của các loài chúng sinh, chúng ta cướp đi sinh mạng, sự sống như vậy, thì tại sao bảo là không có tội? Đạo Phật dạy con người ăn chay là dạy về nhân phẩm, về đạo đức, về trí tuệ, về cả cái luân hồi nghiệp báo, không chỉ ở này và kể cả đời sau nữa. Chúng ta ăn chay để làm gì? Để làm gì quý vị? À, thứ nhất là tôn trọng sự sống, phải không? Mình ham thống sống sợ chết, mình biết vui, biết buồn, biết khổ, biết sướng, thì loài vật cũng thế, cũng ham sống sợ chết. Chúng ta hãy nhìn cái cảnh con chim ở trong lòng, con cá ở trong chậu, nó vẫy vùng, nó mong được cứu thoát. Cho nên chúng ta ăn chay thứ nhất là tôn trọng sự sống. Thứ hai là để làm cái gì? Là để nuôi dưỡng lòng từ bi. Nuôi dưỡng lòng từ bi. Trong mỗi chúng ta, mỗi người có những hạt giống của từ bi, có những hạt giống của yêu thương. Bên cạnh đó cũng có những cái hạt giống của tham sân si, những hạt giống của đố kỵ, là những hạt giống xấu. Chúng ta nuôi dưỡng lòng từ bi là để mở rộng cái tình thương đến muôn loài. Còn khi mình ăn thịt, ăn cá vô đó, thì lòng từ bi của mình nó bị che lấp, nó bị xói mòn. Ngày hôm nay mình thấy con cá chặt trên thớt mình ăn, ngày mai một con gà bị cắt cổ, ngày mốt một con bò tiếp tục bị gục xuống vì mình. Thì sau đó mình thấy một người nào đó bị thương, một người nào đó bị tai nạn, một người mình nào đó bị chết, mình cũng sẽ dửng dưng và không có tình thương. Cho nên ăn chay, không ăn thịt, không ăn cá là để nuôi dưỡng cái tình thương đến với tất cả muôn loài. Không chỉ thương người, không chỉ thương đồng loài, mà thương tất cả các loài chúng sinh. Ý nghĩa thứ ba đó là giữ tròn cái đạo lý. Đạo lý ở đây là tôi muốn nói dài trong nhiều kiếp luân hồi của mình, không phải chỉ ở trong kiếp này đâu. Trong vô lượng vô số kiếp, chúng ta và các loài chúng sinh là cha, là mẹ, là anh, là chị, là thân bằng quyến thuộc của nhau. Có bao giờ mình nghĩ rằng mình ăn thịt một con vật nào kia, trong một kiếp nào đó nó là cha, là mẹ, là anh chị em của mình không? Có đấy. Ngày xưa Đức Phật đi ra ngoài đường, thấy một đống xương chất cao ngất mà Đức Phật sụp lạy, rồi Đức Phật khóc. Ngài nói rằng biết đâu trong đống xương này có những người là thân bằng quyến thuộc, là cha mẹ của ta. Cho nên trong vô lượng vô số kiếp, tất cả các loài kia biết đâu đã từng là quyến thuộc của mình. Thành tựu mình giữ tròn cái đạo lý. Thứ tư là mình giữ gìn sức khỏe. Tôi nói như vậy không có nghĩa là ăn mặn là mất sức khỏe. Biết là ăn mặn cũng khỏe lắm á, chứ không phải không đâu. Nhưng mà cái sức khỏe ở đây quý vị thấy, trong cái thời đại mà văn minh khoa học phát triển, người ta nuôi
heo, nuôi bò, nuôi các loài cầm thú bằng vô số độc tố. Vô số độc tố. Bây giờ quý vị thấy bò thì như thế nào? Bò điên. Còn heo, lở mồm long móng, gà vịt, dịch cúm H5N1. Còn cá, lở vẫy, lở lưng, cá ghẻ. Các loài thú tự nhiên ăn vô còn bệnh như thế. Còn những cái loài thú mà người ta nuôi thì như thế nào quý vị? Quý vị biết là o ép một con gà trong một cái chuồng, không có cục cửa, không cho đi lui đi tới, cứ ở trong một cái chuồng, cứ chỉ biết ăn và ngủ, ngủ rồi ăn cho nó mập để lấy thịt. Nó rất là sân giận, nó rất là bực tức, nó cựa ngoài không được. Con heo, con bò cũng vậy, cứ nhốt trong một cái lồng, một cái chuồng chật chội, nó sân giận, nó bực tức lắm. Cho nên trong cái thịt, trong cái máu của nó có những cái tố chất của sân giận. Khi mà chúng ta ăn vào là chúng ta lãnh đủ những cái sân giận, những cái đau đớn, những cái bệnh hoạn của loài thú đó. Cho nên chúng ta đừng quan niệm rằng là ăn mặn cho có sức khỏe, còn ăn chay thì yếu ớt. Không có đâu, không có đâu, mấy thầy khỏe lắm. Còn quý vị thì nay bệnh viện này, mai bệnh viện kia, đứng một nhóm 20 người là thôi, dầu xanh dầu đỏ, sức thôi là ngợp cả cái phòng. Quý vị ăn thịt nha, quý vị khỏe đi. Ý nghĩa thứ năm á, là bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường. Tại sao ăn chay không ăn thịt mà là bảo vệ môi trường? Quý vị biết là những người ăn mặn sẽ góp phần tàn phá môi trường khủng khiếp lắm. Chúng ta không hình dung được đâu. Các nhà khoa học ở bên Mỹ, người ta thống kê những cái kỹ thuật chăn nuôi ở trên thế giới là đem ra những điều tổn hại rất nhiều cho môi trường. Cứ mỗi giây như vậy đó là thải ra 43 tấn phân rác và các độc tố chăn nuôi. Quý vị tưởng tượng mỗi giây mà 43 tấn thì mỗi phút sẽ là bao nhiêu tấn, mỗi giờ bao nhiêu tấn và mỗi ngày là bao nhiêu tấn. Thải ra khủng khiếp lắm. Một cái trang trại chăn nuôi ở bên Mỹ thải các cái độc tố và phân bón rác rưởi của các cái trại nuôi sẽ tương đương với một cái thành phố từ 12 đến 15 nghìn người thải ra mỗi ngày. Tương đương là quý vị thấy cái lượng thải nó khủng khiếp không? Trên đất Hoa Kỳ chỉ có 13% là trồng hoa màu thôi, 87% là để chăn nuôi. Và mỗi năm như vậy là người ta phải phá hơn 200.000 hectare rừng núi để phục vụ cho cái việc chăn nuôi. Thì quý vị thấy là cái môi trường sinh thái được tàn phá đến mức nào. Và người ta thống kê cái đất mà sử dụng á, là một cái người ăn mặn á, là tốn đất gấp 20 lần những người ăn chay, chứ không phải là không ảnh hưởng đến môi trường. Và cái Tổ chức Y tế Thế giới á, là người ta cảnh báo trên thế giới hiện nay 6 tỷ người thì có khoảng 1 tỷ 200 nghìn người đang thiếu thực phẩm ăn và đang thiếu nước uống, thiếu một cách trầm trọng. Mà quý vị biết á, để mà có được một ký thịt á, từ cái lúc mà nuôi dưỡng cho đến lúc mà có một cái đĩa thịt cho quý vị để trên bàn quý vị á, là tốn 8.750 lít nước. 8.750 lít nước. Trong khi đó để có được một ký gạo hay là một ký lúa mì chỉ có 87 lít nước. Và vấn đề mà vệ sinh môi trường, vấn đề mà nước sạch rất là cần. Quý vị thấy không? Từ năm 2005 cho đến hôm nay, cứ mỗi năm như vậy đó là có 60.000 trẻ em chết vì không đủ ăn, không đủ mặc. Và giáo sư tiến sĩ John Robbins, ông ta nói rằng nếu mà chỉ cần
10% của cái người ăn mặn á, giảm bớt cái chi phí cho vấn đề mà ăn mặn thì đủ để nuôi 60 triệu người, cứu được 60 triệu người chết vì thiếu cơm, thiếu nước. Chỉ cần 10% thôi thì chúng ta thấy là cái mức tổn hại nó đâu có vừa đâu. Thành thử cái phương pháp ăn chay mà Đức Phật dạy chúng ta từ mấy chục thế kỷ trước cho đến hôm nay, chúng ta thấy hiệu quả mỗi ngày mỗi nâng cao và giá trị của việc ăn chay là rất lớn. Cái khuynh hướng ăn chay hiện nay ở các nước Âu Mỹ rầm rộ một cách là lớn. Có thể là họ không phải theo đạo Phật, không phải là họ tu hành, nhưng họ thấy được cái sự lợi ích của ăn chay. Nó nuôi dưỡng được tình thương, nó phát triển được trí tuệ, nó bảo vệ được môi trường, nó giữ được cái nếp sống, những cái giá trị đạo đức, cái nền tảng của hòa bình và bài không chấp nhận những cái chiến tranh. Khi mà giết một con vật, đó là biểu tượng của chiến tranh. Dù là chiến tranh không công bằng, chiến tranh giữa loài người và loài vật, chúng ta hãy dẹp dao, dẹp búa đi. Chúng ta đừng sát hại dù chỉ cho loài vật thôi, thì cái sự hòa bình nó sẽ bền vững đến cỡ nào. Những cái tôi dẫn chứng quay lại với câu hỏi, quý vị đặt ra câu hỏi: nếu mà mình không ăn thịt thì giờ nó sống đầy đất hết, nó sống đầy đất hết, chỗ đâu nữa để con người sinh sống? Xin thưa, chính chúng ta nuôi dưỡng các loài thú để rồi chúng ta mổ thịt chúng ta ăn. Còn nếu như phát triển một cách quân bình thì cũng không phải số lượng lớn như chúng ta tưởng tượng đâu. Mỗi năm như vậy con người giết 25 tỷ súc vật. Mà súc vật đó từ đâu có? Chúng ta nuôi để rồi chúng ta ăn, chứ đâu phải là tự nhiên đâu. Có một nghịch lý là chính các loài thú ở trong rừng, các loài thú tự nhiên mỗi ngày mất đi dần. Mà bây giờ một số nước Âu Mỹ phải thành lập một cái ủy ban bảo vệ súc vật. Quý vị có đọc báo, quý vị có lắng nghe không? Anh, Pháp, Mỹ, Đức, mỗi nước bây giờ đều có cái ủy ban để bảo vệ súc vật. Như vậy rõ ràng nó khan hiếm chứ đâu mất đâu. Còn đầy đất chặt bãi là do chúng ta nuôi. Tôi khuyên quý vị mỗi ngày hãy ăn chay, hãy ăn rau, ăn đậu, sức khỏe rất tốt. Đừng làm tổn hại đến sinh mạng dù là một con vật. Như vậy chúng ta sẽ giới hạn được cái nghiệp sát sanh và chúng ta tạo được phước đức cho mình. Một ngày, hai ngày, nhiều ngày, chúng ta sẽ có công đức lớn. Tần bay theo gió, có chi mà ta luyến tiếc kiếp con người. Cuộc sống mãi lặng trôi theo tháng năm, vương vấn mãi sắc tiền tài, ai tham sân si thua nào, rồi đây cùng chi như phù du. Ta vang lời ca nhân ai, xóa tan bao sầu đau khốn khó, sẽ không còn lừa dối hơn. Người ơi luôn thương mến nhau, để bình minh xua tan đêm tối. Thấy cuộc đời đầy sắc hương, là giây phút tuyệt vời, tuệ sáng sáng người tâm ta. Qua từ bi, ta sẽ yêu thương muôn loài. Xin là gió đưa hương khắp trời, là nắng ấm hiền hòa cho trái đất mãi màu xanh. Tâm từ bi cùng nhau sống yên vui thanh bình, cùng đi đến chân như sáng ngời, một thế giới hòa bình để tâm kết lên hoa từ bi đời đời.
đời ta nhân ái, xóa tan bao sầu đau khốn khó, sẽ không còn lừa dối. Hỡi người ơi luôn thương mến nhau, để bình minh xua tan đêm tối, thấy cuộc đời đầy sắc hương, là giây phút tuyệt vời tuệ giác sang người tâm ta. Hoa từ bi ta sẽ yêu thương muôn loài, xin là gió đưa hương khắp trời, là nắng ấm hiền hòa cho trái đất mai màu xanh. Tâm từ bi cùng nhau sống yên vui thanh bình, cùng đi đến chân như sáng ngời, một thế giới hòa bình để tâm kết lên hoa từ bi đời đời. Hiền hòa cho trái đất mai màu xanh, sống biết vui thanh bình, một thế giới hòa bình đời đời. Xin nắm chặt tay nhau ca lời ca nhân ái, xóa tan bao sầu đau khốn khó, để tâm kết lên hoa từ bi mãi mãi đời đời.